các bác nhá, đây là chiếc GL300. Bên công ty Hải Sơn em đang lắp xúc lật cho em nó. Đây là GL260 chứ. GL260. Em nó rất đẹp. Các bác ở Hải Dương lên mua em này đây. Phần máy bảo dưỡng xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn lắp mỗi xúc lật là xong. Chiếc này đẹp như mới. Lốp không thể trên. Đây là trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng. Anh ấy sắp lên giám đốc kỹ thuật rồi. Sinh năm 1997 nhưng rất tài giỏi. Đây là công trình do một mình anh đấy dựng lên này. Hàn cắt chế trước các kiểu, đo đạc từng cm. Xúc lật là phải chế nhé các bác nhé. Chứ không phải là chiếc nào cũng lắp phát là ăn ngay đâu. Các bác cứ mua trên mạng về là chế ốm luôn đấy. Đây là chiếc 3408 đang được bảo dưỡng, được chuẩn bị về quản trị. Nhưng mà khách của chú thôi, còn khách mà của các đại lý khác thì kệ đại lý khác, chú trả chú báo giá, khách hàng chú cũng đều hỏi ở đâu hết. Nhá. Xếp tổng ấy. Chú báo là khi tao lỗ tao bán này. Chú nói đại lý nói tao thì bảo tao bán rẻ đi. Tao bán rẻ kệ tao chứ, nhưng mà tao có vừa rẻ vừa đẹp. Bảo chú nó giàu thế thì bán mẹ rẻ cho nông dân đi, giờ phục vụ nông thôn đi, nông dân ta khổ rồi thì bỏ cắt người ta làm gì nhá. Nhưng mà chú bây giờ khi nào ấy bảo chúng nó tất cả các loại gì khác ấy, khi nào ông Sơn ấy bán vào thị trường của chúng mày ấy, thì chúng mày ăn nói nhá. Còn bây giờ bảo khách hàng nó bảo vậy à, tao bảo 360 thì khách hàng bảo 300, chúng mày cũng tin à? Khi nào mà chú bán vào thị trường của chúng nó ấy, thì chúng nó mới cất mua mới nói chú được. Đấy, bán rẻ quá cũng bị ghen ăn tức ở các bác ạ. Rồi, xin chào các bác nhé.